Câu chuyện nhỏ này được một tài khoản có tên Lê Mạnh Cường chia sẻ trong hội nhóm chuyên về ô tô và nó đã nhanh chóng khiến người ta đặc biệt chú ý vào sáng thứ hai. Câu chuyện ấy được kể lại như thế này, 2 giờ đêm có hai đứa trẻ con nằm ôm nhau ngủ ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ bến xe nước ngầm. Có bác lái xe cấp cứu đi qua bắt chúng nó ngủ vào chỗ khác cho đỡ nguy hiểm. Thú thật mắt kém nhìn từ xa hai đứa nằm ôm nhau như cái bao tải dứt ven đường ý. Nằm chỗ này ngày chỗ nhiều container đi qua rất nguy hiểm, chỉ cần chở mình cái xe cán chết ngay. Mọi người đi qua mà thấy chúng nó ngủ ở đây nữa thì bắt ngủ chỗ khác gầm cầu nhé. Hình ảnh người tài xế xe cứu thương dừng lại nhắc nhở hai đứa trẻ tìm chỗ khác ngủ thay vì ngủ ở bên đường đầy nguy hiểm như thế này. 2 giờ sáng, khi thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ thì câu chuyện nhỏ nhưng đầy tình người ấy đã diễn ra. Hai đứa trẻ lang thang, ngủ giấc dưỡng bên đường, không chăn đệm không gối, chúng cứ thế nằm rồi ôm nhau. Người chứng kiến câu chuyện này cũng phải thừa nhận nhìn từ xa, hai đứa nhỏ nằm bên đường tưởng như hai cái bao cát. Chưa kể vị trí hai đứa trẻ nằm rất nguy hiểm khi đây là nơi các xe khách, xe container chạy đêm đi qua rất đông, chỉ cần chúng trở mình thì tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra. Ai đi qua có lẽ cũng sẽ thấy hai đứa trẻ này, nhưng không phải ai cũng như tài xế xe cứu thương kia, dừng xe rồi xuống nhắc nhở hai đứa tìm chỗ khác ngủ. Có thể anh chẳng giúp hai đứa trẻ này có chỗ ngủ ấm áp, bình yên hơn nhưng một lời nhắc nhở từ người xa lạ cũng đủ khiến tất cả xúc động.